Rồi, login thì đầu tiên tạo cái gì nhỉ? Một cái DTO. Login thì anh chỉ cần hai trường thôi, chỉ cần username và password thôi. Thì anh tạo ra một cái DTO sign. Sign DTO. Private string username. Private string mật khẩu password. Getter đầy đủ. Rồi, bây giờ anh tạo ra một cái class trung gian để anh lưu lại cái user hiện tại. Em mặc thế được. Quên nhỉ. À, lấy máy, mày quá. Rồi. Bây giờ mình tạo ra một cái class để lưu cái user hiện tại nhé. Thì anh tạo nó là user principal đi. User principal. Đây, anh tạo cái class này để anh lưu user hiện tại này. Thì cũng phải cho image serializable để đọc cái file đúng không? Serializable. Rồi. Thì trong này có ID này. Như ID này. Private string name này. Private string username này. Private string password này. Rồi, nó cần phải lưu một cái role nữa. Private set role. Role set, ok. Rồi, con chapter đầy đủ. Ok. Rồi bây giờ mình tạo service cho cái thằng user principal để mình lưu lại lưu file. Tạo service cho nó đâu. Mình tạo một cái package. User principal. Thì mình cũng tạo ra một cái file text trước nhé để lưu file này. Là một file text à user principal. .tt. Rồi. Thì trong này mình sẽ tạo service này. Một cái interface. Ai user principal service. Rồi. Thì thằng này cũng extend cái thằng service generic đúng không? Ai service generic truyền user principal vào đây. Rồi. Tiếp tục mình triển khai nó ra đúng không? Triển khai. Chờ hết pin rồi. Triển khai ra. User. User principal service IMPN. Implement UI interface. User service này quá triển khai các hàm của nó ra. Rồi bây giờ lấy đường dẫn đúng không? Public static searching path user principal bằng với lại lớp config để gọi đường dẫn ra config.path cộng với mình là user sượt dưới principal.tt. Đoạn này Tây có thắc mắc gì không này? Tây thắc mắc gì không? Em lấy cái đoạn cộng với cả một cái chuỗi string sau này nhỉ? Ok. Đoạn này chứng tỏ đọc không hiểu đúng không? Đây nha, cái đường dẫn path này nhá, anh để ở bên config này. Đường dẫn này, đây là cái đường dẫn mà chưa cộng với cả file. Thì bây giờ tt thì cái cộng với cả file đây đúng không? Thì phải cộng thêm cái đường dẫn này vào nữa đúng không?
thì mới đọc cái file, mới ghi được, đọc ghi file được vào đấy chứ, đúng không? Đúng chưa? Ví dụ như user nhá, thì user thì phải là mình cộng thêm user txt vào thì mới ghi được, đúng không? Bên user đây thì nó phải cộng với user txt thì nó mới ghi file vào cái file này được, đúng không? Được chưa? Thì chẳng qua là anh clean code, anh đặt cái đường dẫn ở bên config thôi. Anh tách cách tách cái đường dẫn này riêng ra, thì mỗi khi anh tạo thêm một cái file mới thì anh chỉ phải cộng chuỗi vào thôi. Anh đỡ phải lấy đường dẫn lại, mất thời gian, đúng không? Đúng rồi, sẽ phải lưu cái thằng đang đăng nhập hiện tại, mà mình sẽ check ra xem nó là thằng nào, thằng admin hay là thằng user hay là gì, thì mình check được cái quyền của nó là cái gì mới bắt đầu phân quyền được. Nhưng em cũng có cái đấy nhưng mà em không tạo ra cái class rồi. Được thì em em tạo là phải tích là tài khoản đã nhận xong rồi. được được logic em làm thế nào cũng được, miễn là em hiểu hiểu cách để check ra đang để phân quyền. Logic code thì anh em code thế nào cũng được, miễn là ra kết quả. Mỗi người sẽ có một kiểu code khác nhau, nhưng mà cái thằng user tạo ra nó giống với cả sau này. Ví dụ như sau này mình sẽ làm bảo mật thì phải có một cái thằng user hiện tại, sau đó mình sẽ lưu cái thằng này với cái thằng security nữa cơ, lưu thông tin nó với security để nó bảo mật đấy. Sau này có cái cơ chế bảo mật cho thằng user hiện tại nữa, nên nên tạo riêng ra một thằng này để sau này mình làm cơ chế bảo mật. Khi mà em lưu ở nó ở trên front end nhá, lưu ở trên hệ thống nhá, thì nó sẽ bị lưu thông tin ở trên đấy, đúng không? Trước là local storage đấy, cái đoạn mà công nghệ bootstrap của em ấy, đó, em công nghệ local storage công nghệ local storage của em đấy, là sau này lúc thông tin của người dùng phải lưu ở trên đấy, đúng không? Thì mới biết được thằng người dùng ở trên đấy là ai. Nhưng mà em lưu ở trên đấy thì em phải bảo mật nó lại, phải mã hóa nó lại đấy. Thì khi mà mã hóa nó thì em cần phải tách cái này ra riêng ra, xong đó em dựa vào cái thằng security để mã hóa. Đấy là cơ chế bảo mật. Còn bây giờ mình chưa bảo mật được biết gì cả, cứ tạm thời thế ạ. Cái đấy thì Tây nó dành lắm, nên là anh em sau này hỏi cái đấy nhé. Ok, tiếp tục. Nhìn đâu nhỉ? Nói tôi hồi quên mình làm gì. Có speed rồi đúng không? Đây rồi, có speed rồi. Rồi bây giờ đọc file ra để lấy list rồi đúng không? Thì cái này anh em có thể là đọc theo đối tượng cũng được, nhưng mà mình dựa vào cái list này mình đỡ phải tạo thêm một lớp config nữa, đỡ phải tạo thêm một hàng config nữa, đúng không? Có thể là đoạn này nó là lấy theo list đúng không? Có thể là lấy theo một đối tượng duy nhất cũng được, tại vì thằng này nó chỉ là một đối tượng duy nhất thôi, đúng không? Nhưng mà list chứa một đối tượng vẫn được mà, đúng không? Nên là đỡ phải tạo ra một cái khác thì ứng dụng luôn cái này luôn thì đỡ phải tạo. Hoặc là anh em thích tạo thì cứ tạo ra một cái hàm khác đọc ra một đối tượng là được. Thì ở đây ứng dụng luôn, anh đỡ phải thêm nhé. Rồi quay lại switch này, quay lại đây. Rồi tiếp tục nhá, thì đoạn này mình phải đọc file này, click sửa tích list service list thì bằng đọc file đúng không, gọi lớp config ra à, lưu ý. Lưu config truyền user principle vào đây, truyền đường dẫn vào đây, file vào đây à, sorry bởi gọi hàm còn read ra mới gọi truyền bạc đấy chứ, read file truyền bạc vào. Rồi này Tây có thắc mắc gì không hả? Không không, chỗ này thì tên này thì chỗ file này mình sẽ ghi file lại đúng không, ghi file thì là lưu config user principal chấm write file truyền path này, truyền list này. Rồi xếp thì xếp bình thường thôi, lấy list xếp lại đúng không, lấy cái list add nó vào là được, chấm add như này. Sao em không 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 cần em. Trên controller mình mới xử lý cái đấy chứ, chứ mình xử lý ở đây làm gì, thì tùy em có thể ghi luôn ở đây cũng được, ghi ở đây thì controller em không phải ghi nữa, em ghi ở đâu cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ phải tạo ra một cái gì view luôn, view đây à? Có view rồi, trước thì anh chỉ gọi là anh test để anh lấy list thôi chứ thực chất thì mình không lấy list ở đây. Bây giờ mình cần phải là thông tin đăng nhập mình ở đây đúng không? Bây giờ tạo tầm controller trước đi, controller trước đã. Đây có user controller rồi. Rồi bây giờ tạo thêm một cái hàm login nhá. Hôm trước mình có hàm register rồi. Ai vào nhỉ?
Rồi, bây giờ mình xây dựng thêm một cái hàm login nữa. Public. Cứ để là void đi. Void login. Thì bây giờ sẽ truyền cái thằng sign DTO vào nhá, truyền dữ liệu là sign DTO. Sign DTO. Rồi. Đoạn này thì phải check đúng không? Phải check username với mật khẩu đúng không? Check thì mình check ở đâu nhỉ? Mình xây dựng một hàm check đi. Mình check ở user service đi. Check ở user service nhá. Thì phải xây dựng một cái hàm. Đây, xây dựng đây. Xây dựng theo gì giờ? Boolean nhá. Boolean. Check login. Check thì cần hai ram số nhỉ? String username. String password. Hay là chỉ để một đối tượng thôi nhỉ? Để một đối tượng sơ. Để một đối tượng. Để một đối tượng cho đi ông. Truyền đàn DTO đây. Sign DTO. Nào rồi. Tôi cứ để hai cái biến đi. Lên. Đây. Không, cái này chỉ cần check login thôi. Check login thành công thôi. Rồi triển khai ở service đi. Rồi. If này. À như này có cần phải password không nhỉ? Có chứ nhỉ, đúng không? Nếu như username này chấm equal với thằng này phải dùng for chứ, for để duyệt chứ. For. Phải duyệt hết cái mảng user của mình đúng không? Userlist chấm sai. Nếu như mà này username này chấm này equal này với userlist này chấm get i này chấm get username này và password này chấm equal này với userlist này chấm get i này chấm get password này thì return true này không đúng không? Cái này có thắc mắc gì không Tây? Không. Thế cứ giải thích cho anh đoạn này nhỉ? Đoạn này cái đoạn if này để anh check cái gì đây? If này để anh check cái gì đây? Check cái đọc tin như nào? Nếu mà hai cái này nó cùng trả về một vị trí thì một phần tử thì một phần tử bây giờ cái username với cả cái password này anh nhập từ đâu vào? Đây nhập từ nhập từ đâu? Sau này nó sẽ nhập từ đâu? Nhập từ đâu vào để so sánh? Thế bảo hiểu rồi, không hiểu là gì. Check thì trả về hai vị trí. Hai vị trí gì? Đây là gì có vị trí gì? Get i ra là cái tồn tại thôi. Get i là lấy cái gì? Sau get i anh còn lấy ra cái get tiếp đúng mà. Đâu phải mỗi get i đâu. Username mà anh. Ờ. Tài khoản người dùng ấy. Ừ, thì đoạn mục đích đoạn này để làm gì? Check xem nó có tồn tại không thôi. Nếu nó có trong list đúng không? Nếu nó tồn tại trong trong cái list user này đúng không? Thì là nó trả về true rồi đúng không? Nếu nó không tồn tại thì nó vẫn return false đoạn dưới này. Được chưa? Rồi. Có hàm này rồi. Thì bây giờ mình gọi trên controller nhá. User controller này. Thì cái sign DTO này là nào nó bắt dữ liệu từ bên bên file gửi về đúng không? Bên view gửi về.
Thì ở đây mình sẽ là if này. If của thằng bây giờ user service này. Chấm này, check login này. Truyền vào sign DTO này, chấm này, get username này. Phẩy này, sign DTO này, chấm này. Get password này. Nếu như cái hàm này trả về true cũng nghĩa là nó có đúng không? Đúng chưa? Thì là mình sẽ là đây là login thành công đúng không? Mình cho hàm này trả về đi. Hàm này để boolean đi. Boolean này. Return true. Để lát nữa mình gọi xuống view mà, check ở dưới view mà. L thì return false. Mạnh hỏi gì Mạnh ơi? Không, đây là check controller em ơi. Đây phải là view đâu. Đây là check controller nhá. Bây giờ anh mới gọi xuống thằng view sau. Bây giờ mới dưới thằng view bắt đầu mới gọi này. Cứ bình tĩnh. Bây giờ mới xuống view này. View nhá. Bây giờ mới xử lý dưới view này. Scalar. Scalar bằng lưu scalar. Rồi. Enter Java username. Searching username bằng với scalar.lignite. Enter Java password. String password bằng scalar.lignite. Rồi, bây giờ sign DTO. Sign DTO bằng lưu sign DTO. Mình tạo ra một đối tượng DTO để mình truyền vào thôi. Đây có username này. Password này. Rồi, bây giờ gọi tầng controller xuống đây đúng không? Tầng controller sẽ là tầng giao tiếp với tầng view. Thì là user controller. Rồi. Bây giờ mình phải check đúng không? If này. Nếu như user controller này. Chấm này. Login. Truyền vào sign DTO ở đây. Nếu thằng này true thì là login success đúng không? Thì chuyển nó về profile đi. Mình tạo ra một cái profile nhá. Profile. View. Đó. Public profile. Tạo một con chapter. Nhưng là đây là profile. Welcome đi. Profile. Rồi, login ở đây. Nếu như nó login thành công thì anh chuyển nó về profile. Profile view. Còn nếu như login thất bại thì mình sẽ báo một lỗi gì đấy đúng không? Sigma nó ra. Đây, Sigma error đi. Sigma error. Ở đây là login failed. Check username or password. Yeah. Rồi thế này thôi nhỉ? Đủ luôn ấy. Bây giờ test thử xem chạy được không? Nha. Yeah. Hai nút gin này. Bây giờ anh thử nhập sai nhé. Tây ba lô. Đây, nút gin thay lượt đúng không? Nhưng mà nó không cho nhập lại, phải xử lý lại đằng đấy đúng không? Chưa nhập lại được. Cái này cho quay đúng không? Cho quay. Còn lại cái new login ở cái phần keo được mày. Gọi lại luôn ở đây nhé, gọi lại luôn lưu login ở đây được không? Như này được không? Thử theo Kiên, Kiên thông minh lắm. Với anh thử tạo ra nhiều cái đăng ký nhiều tài khoản. Đăng ký nhiều tài khoản này như này. Nghĩa là hiện tại anh đang thiếu một tài khoản. Ừ. Anh thử tạo ra mấy cái tài khoản để anh
sau nó được. Cứ phải tạo bao nhiêu tài khoản chứ, phải tạo một làm sao được. Tây ba lô. Đúng rồi, này cho nhập lại rồi đúng không? Đây là điều rồi. Vậy anh nhập thành công nhá. Rồi, sang profile rồi đúng không? Thế là ok rồi. Tạo tên tài khoản để làm gì? Mục đích là đấy để làm gì? Nó chưa ghi file à? À đoạn này chưa ghi file là mình chưa add vào. Phải ghi được file đã, từ từ đã. Xử lý đoạn đấy đã. Mình chưa tạo ra user principle luôn, mình còn chưa add đoạn đấy cơ. Chưa xử lý đoạn đấy. Phải xử lý đoạn đấy đã. Bây giờ thằng user principle nó còn chưa gắn được với thằng user hiện tại cơ. Đúng không? Bây giờ phải gắn như nào bây giờ? Lấy thằng user hiện tại ra, thế phải tìm ra một cái hàm file theo username nhé. File theo name. Ở đây xây dựng một cái hàm tìm theo name ở đây nhé. Đây, tìm theo name ở đây đi. Thằng principle để anh tạo ra một cái thằng user đang đăng nhập hiện tại này. Để lát nữa anh check. Lúc out ra thì xóa cái đường. Đúng rồi, lúc out lại xóa nó đi. Luôn nó như thế. Bây giờ xây dựng một cái hàm tìm kiếm nhé. User file by username đi. String username là trường duy nhất đúng không? Thì mình tìm ra username được, không cần phải tìm theo ID. Username mình đang xử lý là không trùng lặp đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ triển khai cái hàm này ra. Tìm kiếm theo lên username. Rồi, đoạn này cũng vòng là for thôi. For slit chấm size. Nếu như mà username chấm equal với userlist chấm get in chấm get username thì return một đối tượng user đúng không? Rồi, return đối tượng user, còn không thì return null. Rồi đoạn này là mình sẽ tìm kiếm được một đối tượng user theo username này. Thì mình check ở trên hàm login này nhá. Quay lại user controller. Đây, đoạn này là đăng nhập thành công này. Thì mình tìm ra một đối tượng user này. User này sẽ bằng này, user service này. User bằng user service này, chấm này, file by username này. Thì truyền thằng sign DTO chấm get username ở đây. Như này là mình tìm ra được một thằng user nhé. Tìm ra một thằng user. Nhưng mình phải lưu ở qua thông qua thằng lớp user principle cơ. Cho nên mình sẽ set nó thông qua thằng user principle. User principle bằng này. Lưu. Thì ở đây là sẽ là gì? User này chấm get ID. User này chấm get username. User này chấm get password role nữa đúng không? Chấm get role. Rồi, như thế là tạo được user principle rồi. Nó đang bị thiếu gì nhỉ? Thiếu con chapter à? Xem nào. ID này, username này, password này, role. Vừa anh tạo con chapter cho thằng này rồi chứ nhỉ? Thiếu name. Cái trường này có cần phải lưu lên không nhỉ? Thôi cứ lưu vào lên được. Rồi thế thì mình thêm cả lên nhé. User.get lên. Rồi như vậy là mới đủ nhỉ? Đúng không? Rồi sau khi có user principle thì phải save nó lại đúng không? Thì phải gọi user principle service vào đây. User principal service. Rồi, lấy nó xếp lại đúng không? Lấy nó xếp vào. User principal service chấm xếp thằng user principal lại. Rồi anh ghi file nhá, anh ghi file, anh gọi thằng file là nó ghi file thôi. Chấm file. Rồi. Xếp xong ghi lại đúng không? Rồi chạy đây.
gì này. Rồi, về profile, bây giờ xem ghi được file không. Rồi, nó ghi được rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dựa vào cái file này để mình check role, nó quyền nó là gì. Đúng không? Check quyền là gì để mình phân quyền. Đó, bây giờ mình quay phân quyền xem có phân quyền nhá. Nhưng vừa kia bảo cái gì nhỉ? Vừa em bảo cái gì nhỉ? Tạo cái gì để nhiều cái gì để check. Anh quay cho em lại cái chỗ đăng ký mà cái for check in này. For duyệt lại cái vào. Mình vừa đi xong check in cái barcode in lên. Chỗ user submit đúng không? Đây đúng không? Đây đúng không? Check login đây đúng không? Đâu sao? Em sợ nó không check hết được gì hay anh nhỉ? Nhưng em làm bình thường ở nhà thì nó không check hết mà chỉ check đầu tiên thôi. Sợ chỉ check đầu tiên. Đăng ký thêm. Ở đây anh cái trường sao nhỉ? Ở đây nhé, ở đây username của anh là trường duy nhất, cho nên là chắc của em là username của em không duy nhất rồi. Nhưng mà cái username của em có duy nhất không? Có phải là không trùng lặp không? Nó chỉ check em phải in đầu tiên thôi. Phải check in đầu tiên. Nếu mà username này đã là duy nhất thì không bao giờ có chuyện mà nó đại check nó lại return true được. Nếu mà nó không có. Nếu mà nó có rồi thì kiểu gì nó cũng return true luôn. Anh tự tạo ra rồi nhá, bây giờ anh tạo ra cái thằng solid user ra đã nhá. Solid user này. Đây anh tạo tầm view đi. Need user view nhá. Rồi anh set từ mail thẳng cái list ở đây nhá. User service. Chấm userlist ở đây. Rồi, quay lại bên này switch cây, anh thêm một cái cây 3, cây 4 vào. Lưu list user view. Này, break. Nghe chưa? Đấy nhá. Chưa có in đây. Ở đây vẫn nhập vào được đúng không? Anh chưa cần in nào. 4 vẫn được nhá. Thì ở đây có mấy thằng? Ở đây có một, mới có một thôi đúng không? Vậy anh tạo thêm nhá. Để thêm cái back menu đã. Anh thêm cái back ở đây đã. Sao em? Không, để anh tạo thêm cái back ở đây đã. Cho nó hợp lý. Scaler bằng lưu scaler system.in. Searching back menu bằng scaler.deadline back menu equal cây quýt lưu mê ngay được đúng không? Rồi bây giờ chạy nhá. Số 4 này, 4 này list user này đều nhá. Bây giờ tạo thêm đúng không? Quýt này tạo thêm list user đi. Chu Bá Thông. Chu Văn Kiệt. Đôn PM. Rồi, tạo tiếp Tây Ba Lô. Chu Bá Tây. À đây sao nó gì rồi đó? Sao nó gì? Chu Văn Kiệt rồi nhá. Đây, welcome profile đây. Làm sao? Anh sâu rồi. Sâu rồi, sâu sơ đi. Anh
chỗ profile này chưa back menu rồi, này chạy lại không? Đây nha, sâu này, 4 là sâu nha. Đây, chú Bá Thông đây. Anh sâu cái đang đăng nhập nhỉ? Ờ bây giờ lấy thằng đang đăng nhập nha. Mình đã lấy thằng đang đăng nhập đâu? Anh đăng nhập chú Bá Thông đã. Anh đăng nhập rồi. Đăng nhập rồi. Ok rồi anh, ok rồi. Ok rồi thấy. Ngáo thế nhỉ? Hai thằng nếu mà lúc mình tạo mới thì username cùng nhau là không được tạo mới. Đúng rồi, username trùng là không có tạo mà. Hôm trước anh bài, hôm trước anh làm rồi. Ôi cái hôm tối hôm đấy chắc Hùng ngủ rồi. Không cho xem bài hay đấy rồi. Tối hôm em đi nhậu say ấy. Ờ thế hóa là cũng không xem rồi. Hảo ngoài anh có bận đi chơi với con. Ê. Ở đây check rồi nhá, check cho không trùng lập rồi nhá. Username lên check không trùng lập. Rồi bây giờ mình lấy ra thằng user hiện tại đúng không? Lấy luôn là profile đi. Profile đi. Profile nhá. Bây giờ lấy ra user hiện tại thì tiêm cái thằng user people service là thôi là lấy được. Còn đâu nhỉ? Không. Chỉ cần lấy lead user thẳng đây, lead user principal ở đây. Bằng user service principal service chấm. Đây, lấy thằng này ra lấy được lead này. Rồi, bây giờ ví dụ anh welcome ở đây nhá. Welcome anh cộng luôn ở đây này. Cộng luôn là user lead này, chấm này, get. Đấy phần tử không này. Chấm get. Get theo lên đi. Get theo lên đi. Rồi. Anh thêm cái đoạn để back menu nữa. Thiếu dấu ngoặc à. Lấy cái gì nhỉ? Đây, thêm cái back này nữa. Profile view. Như này. Thiếu scaler ở trên. Nghe được chưa? Rồi xem check có lấy được thằng Chu Bá Thông hiện tại không nhá. Mình chưa có đoạn quay về profile ở đây nhỉ? Tạo thêm một cái quay về profile ở đây. Chỗ my menu đi. Chỗ đoạn này thêm 4 nữa. Từ mau 4 là lead user này. 5 là sang profile. Sao em? Cái này nó đang có đăng nhập rồi em ạ. Nên anh muốn thẳng sang thẳng profile luôn. Tại vì mình chưa xây dựng logout. Nên là nó có một thằng user hiện tại ở trên đấy rồi. Cho nên anh muốn sang luôn. Vậy ở ý anh không? Thật cứt. Tây rồi em. Rồi, sang năm nhá. Đây, welcome Nguyễn Đồng Chính luôn đúng không? Nó đang có thằng Nguyễn Sơn hiện tại rồi, tại mình chưa log out nên nó chưa xóa đi. Nó vẫn có thằng đăng nhập hiện tại mà. Đúng chưa? Được chưa? Bây giờ xây dựng log out nhá. Log out thì remove nó đi thôi là xong. Đúng không? Không tên anh vẫn để đây là welcome tên. Đâu? Mà lúc sau anh đăng nhập em rồi. Rồi anh thử quýt nha. Solid nha. Solid là thằng nào nhỉ? 4. Xem tên. Đấy là anh welcome tên mà, chứ không phải là ở đấy là Chu Bá Thông mà nhỉ? Nhưng mà cái lần 2 là anh đang đăng nhập em. Xem nhỉ, lần đầu đăng nhập anh à? Lần đầu đăng nhập anh. Xong lúc sau em bảo đấy thì anh check là anh đăng nhập em xem là có check được đúng thế, không đấy. Thế là đoạn đấy nó bị chưa nó không ghi được thêm à? Bạn đăng là em, nhưng mà nó lại ra là anh. Anh đang ghét không mà. Đúng rồi, anh đang ghét không.
Mà đoạn đấy mình chỉ cho một đối tượng đăng nhập vào thôi. Ghi ở trong cái ham mà đoạn này mình phải không, xây dựng xóa đi. Cái ham mà lúc add cái user đăng ký vào cái file đấy này. Thế thì mình sẽ phải mỗi lần login là mình phải xóa thằng cũ đi. Anh em thấy một cái curly ở trong ham add. Đúng rồi, mỗi lần login mình phải xóa một thằng cũ đi rồi mới cho login. Đúng không? Không, ở cái ham add ở cái ừ thì mỗi một lần login là mình xóa thằng cũ đi đúng không? User credential. Mình không cho add thêm thằng mới vào. À, có nghĩa là không giữ thằng cùng thằng cũ mà xóa thằng cũ đi và add thằng mới vào. Được. Thế phải xử lý đoạn này đúng không? Đoạn đấy là user principal service chỗ này đúng không? Trước khi mình add vào thì mình clear đi ạ. Clear đây đúng không? Nhảy được. Rồi, bây giờ thử đăng nhập lại với Chu Hoa Thông nhá. Hai lúc gì này Chu Bá Kiên, phải Chu Bá Kiên nhỉ, cái gì á, Chu Văn Kiên à, sầu lít thì cho đỡ 4 lít từ giờ chết rồi, nhầm không, nick user này. Chu Văn Kiên. À rồi. Hai lúc zin này. Chu Văn Kiên. Mật khẩu này. Rồi, nâng cam Chu Văn Thông rồi đúng không? Được rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng logout nhé, xong thử đăng nhập linh tinh với những người khác vào xem nó đúng không. Sử dụng logout đấy, quay lại profile, ở đâu quay lại profile view đây, mình cho logout ở đây luôn nhé. Logout thì phải remove nó đi đúng không, có nên xây dựng một cái hàm ở service không nhỉ, hay gọi clear luôn, public void log out, gọi luôn clear cho nhanh đúng không, log out này clear liệu có được không nhỉ, được đúng không, thì gọi luôn thằng user service vào đây, user service chấm user list này chấm clear này. Sau khi clear thì mình phải ghi file lại đúng không? À, thế thì phải tiêm lớp service ở đây thì mới clear được, à, mới ghi file được. Có chứ, phải ghi file lại mới được. Rồi. Như này thì mới ghi lại file được. Bây giờ tạo logout luôn ở đây đi, tạo logout luôn ở profile. Thì tạo một cái switch key đây đúng không? Switch key. System out. Nào được. Cho đây. System out 1 để logout. Trong profile nó sẽ còn nhiều chức năng khác nữa đúng không? Nó còn phải thay đổi cái gì đấy, trăng cơ cái gì đấy. Thì cho chức năng 1 là logout đi. Chu profile. scalar.let switch chu profile. Ok, 1 cây một thì gọi thẳng cái thằng lốc ao lên là được đúng không, gọi lốc ao lên correct, sau khi lốc ao thì chuyển về menu đúng không, chuyển menu chuyển về lưu mê chuyển về lưu mê thì cần break à, có vẫn break, để break cho an toàn, chắc chẳng cần break đâu đúng không, nó nhảy sang bên kia rồi không cần break đâu.
Để thử đi. Rồi quay sang profile này. Một lock out. Rồi, lại quay lại profile nhá. Cái này là nó index 0 là do mình get cái phần tử 0 đúng không? Mình get 0 bây giờ nó đang rỗng. Đúng không? Đang rỗng mình phải xử lý đoạn này đúng không? Nếu như mà nó rỗng thì mình phải cho nó là cái gì đấy. Đúng không? If này. If user principle list chấm sai. Nếu như nó bằng 0. Đúng là cái này nó chỉ có một cái instance thì nó không phải list. À, mà nếu mà khác không thì ấy đi. Còn không thì thôi đúng không? Nếu mà khác không thì mới cho nó vào đây. À, nhưng mà đấy không tránh được trường hợp lỗi đúng không? L thì L đi. L thì Bali đăng nhập. Thử này xem được. Theo xong ra mê. Ra mê thì nó không quay được profile được. Không sang profile được. Cái này nó theo xong thì cứ thử này đã, cứ thử nhà đi. Thử này đã. Xem nó sang được profile. Xem nó ra được cái hàng dòng này. 5 profile này. Đúng không? Vali login đây. Nhưng mà vẫn hiện log out thì không ổn đúng không? Thì cái lock out là phải hiện ở trên kia, đúng không? Lock out là phải cho vào đây này. Cho vào đây. Thì mình thêm một cái dòng nữa ở đây là system out 2 đi. Nếu mà lựa chọn 2 thì là quay lại menu đúng không? 2 thì là back menu. Cây 2 đây. Cây 2. Lưu mê. Chạy xem nào. Năm profile này. Đấy, 2 back menu đó. 2 back menu. Rồi bây giờ login. 2 login này. Chu Văn Kiệt. Đó, này là hợp lý đúng không? Welcome file mà có cả log out. Còn nếu mà không đăng nhập thì nó chỉ hiện là back menu thôi. Và lý log gì nó back menu. Rồi bây giờ mình check cái đoạn phân quyền nhé. Chỉ đó là check cái đoạn phân quyền thôi. Thì log out này ok. À, bây giờ thử log out để đăng ký tài khoản của anh nhé. Đăng nhập tài khoản anh xem được không? Một log out này. Hai log gì này. Bây giờ với anh nhé. Rồi, bây giờ welcome với đồng chính rồi đúng không? Ok rồi đúng không? Hết lỗi rồi. Thằng này vẫn hai được này. Thằng này vẫn phải back menu được. Thằng này vẫn phải đưa back menu vào. Cái này bị lặp code à? Để chiếc từ mouse này ở ngoài nhỉ? Bây giờ mình check cái phân quyền nhé. Bây giờ nếu như mà thằng đấy là admin thì làm gì đấy, user thì làm gì đấy, đúng không? Bây giờ muốn xem lại đi user đã, xem có admin với cả user ở đây chưa. Bây giờ anh là admin này, kiên là PM này, rồi hai quyền này khác nhau rồi. Bây giờ mình sẽ check ở cái admin này nhá, check này. Check thì cứ lấy thằng hồ sơ hiện tại ra check thôi.
đúng không? Lấy user hiện tại ra. Need user principal. User list thì bằng với user principal service chấm service. Này, này thì mình sẽ lấy được một thằng user ra này. Bây giờ check login đi, check login trước đi. If user principal chấm get không nha, nếu có login thì thằng này nó chỉ cần khác khác luôn là được đúng không, khác không là được, không bằng không là được, chấm sai nhé, chấm sai. Nếu như thằng này không bằng không thì có nghĩa là có đăng nhập đúng không, khai báo một cái biến là check login đi. Ulin check login bằng for đi. Nếu như mà có đăng nhập thì cho thằng check login bằng true. L thì check bằng false. Rồi. Thì đầu tiên nó phải có đăng nhập đã đúng không? Có đăng nhập thì làm cái gì đấy? Có đăng nhập này. If nếu như mà check login true thì là có đăng nhập đúng không? Có đăng nhập. Có đăng nhập thì mình sẽ không hiển thị cái thằng register với login nữa. Mình bỏ register với login đi. Mình chỉ hiển thị một số cái 3, 4 này thôi. Cho thằng này lên. Nếu như có đăng nhập thì hiển thị thằng này thôi. Thử nhá. L. L này. Nếu như mà không có đăng nhập thì mới hiển thị hai thằng dòng này. Chưa đăng nhập thì bắt đầu mới register và đăng ký và đăng nhập. Đăng nhập rồi thì hiển thị về profile, hiển thị user, solid role. Thử như này nhá. Cái nát ba này cho lên trên đi. Nát ba này cho lên trên đây đó. Thôi anh thử nhá. Bây giờ đang có đăng nhập đúng không? Rồi, có đăng nhập thì chỉ có solid role với lead user với my profile thôi. Còn sẽ không hiển thị cái thằng reader vào lúc gì. Bây giờ về profile log out ra thử xem. Về profile. Một log out. Rồi, đấy, log out ra thì nó lại có reader vào lúc gì. Đúng không? Mà dịch gì, cái này chỉ là check đăng nhập thôi mà. Có đăng nhập thì nó như này, còn không có đăng nhập thì nó như khác. Giống như luồng website mình ngoài nó phải làm như vậy, đúng không? Bây giờ login vào là 2. Rồi. Đấy, 2 back menu. Đúng không? Rồi, ở đây mới là check, gọi là check login thôi. Còn chưa check phân quyền gì cả. Bây giờ quan trọng mình phải check được phân quyền cơ. Giả dụ như là chỉ có thằng admin mới thấy được lead user, còn thằng user không thật được thấy cái lead này, thì mình phải check cái đoạn quyền đấy. Thì sau khi login mình phải check tiếp. Sau khi nó login thì mình phải check thêm quyền nữa, đúng không? Check thêm quyền. Thì bây giờ phải quyền nó là một cái set, set role. Dưới này đi. Set role. Set role này, role set. Bây giờ anh lấy thằng role ra đi, lấy thằng role từ user list, user principal list này, chấm này, get không này, chấm get role này. Như này là anh lấy được một cái set role ra đúng không? Nhưng mà nếu mà để set thì tìm theo cái mà get ra thì nó rất là khó. Mình convert sang list đi, list role, role list bằng lưu array list, truyền thằng role set vào đây. Rồi. Rồi thử tích cái mao thằng role list ra xem có đúng là convert được không. Rồi. Để thử đi đã.
Rồi mình lấy được thằng lead luôn ra rồi đúng không? Lấy theo lead được rồi. Luôn Adiba là admin đây này. Được chưa? Rồi thì bây giờ mình chỉ cần check cái quyền này là gì thôi đúng không? Check cái quyền này. If này. If role lead chấm get không này. Chấm get name này mà bằng bằng với role name.admin. Nếu nó là admin. Đây. Thì nếu như nó là admin thì cho hiển thị cái thằng lead user này thì mới hiển thị thằng này. Còn L. L thì nó sẽ không phải là admin. L thì nó đi đâu rồi? Thế thôi, chẳng cần L đâu nhỉ. Nếu admin mới nhìn thấy, còn không bọn kia sẽ không nhìn thấy, user sẽ không nhìn thấy, IPM sẽ không nhìn thấy. Anh Hạnh, thế cái list role thì em nghĩ là với user thường thì chắc không hiện ra nhỉ? Sao em? Đây gọi là anh đang gọi là test phần quyền cho anh em thôi, còn trong bài thực tế thì nó yêu cầu như nào anh em phải làm như thế. Đây là anh test là admin, chỉ được admin nhìn thấy thôi, còn thằng user không được nhìn thấy lead user. Thấy không? Chỉ thằng admin được quản lý cái lead user này thôi. Nhưng mà cái này thì mình không nhìn thấy nhưng mà mình vẫn chặt vào được bình thường nhỉ? Đúng rồi, thì phải chặn cái đoạn chọc nữa, lát nữa mình thử chặn xem nó có chặn được không. Ví dụ như thằng user nó vẫn ấn số 4 đúng không? Thì phải chặn cái đoạn đấy đúng không? Chặn hả? Được, chặn thì chặn thôi. Chặn thì mình tách cái thằng này ra một cái biến khác đi. Chặn nhá. Refactor variable. Rồi. Đây là check admin. Check admin ở đây nhá. Sao đây? Không, bài toán phân quyền là phải cùng một cái view này mà check được nhiều quyền khác nhau. Đây nha, ví dụ như là website nhá. Chứ không ai người ta tách ra nhiều giao diện như thế. Một cùng một cái giao diện nhưng phải có nhiều quyền thao tác được. Anh ví dụ nhá. Anh ví dụ đây là cái giao diện web nhá. Đây ví dụ như là cùng một cái giao diện nhìn thấy nhá, nhưng mà thằng user nó đăng nhập vào thì nó lại nhìn chỗ khác, mà thằng admin vào thì nó lại có những cái thao tác khác cùng một trang đấy, chứ không ai lại vẽ ra hai trang khác nhau. Như thế thì nó không phải bài toán phân quyền. Thế thì còn gọi gì là phân quyền nữa. Đây nha, ví dụ như bây giờ anh đăng nhập với thằng admin nhá, thì nó sẽ nhìn thấy những nút thêm sửa xóa, có thêm sửa xóa, nhưng mà thằng user vào thì nó chỉ xem được thôi. Đấy mà mới gọi là bài toán phân quyền, hiểu không? Đây nha, ví dụ như đây mặc định ở đây là chưa có gì thì cũng là không thấy gì cả đúng không? Bây giờ anh đăng nhập vào thằng admin rồi nhá. Thì cái bài hát này nó chưa thao tác được gì, nó chỉ xem được thôi. Kích vào xem được thôi. Nhưng mà bây giờ anh đăng nhập vào nhá. Thì nó tương tự với bài toán mình phân quyền đấy. Đấy. Đây nhá. Đây thì bây giờ anh là admin thì anh bắt đầu nhìn thấy nút thêm sửa xóa này, anh em thấy không? Thì bây giờ admin nó có thể thao tác được, xóa được, sửa được. Chỉ có thằng admin có quyền đấy thôi. Đấy thì bài toán phân quyền nó là như thế. Cùng một cái giao diện này nhưng mà mỗi thằng đăng nhập vào nó lại có quyền khác nhau. Thì đấy gọi là bài toán phân quyền. Chứ không ai người ta lại vẽ ra hai giao diện khác nhau dành cho mỗi thằng cả. Như thế thì nó mà code em vẽ như thế nó vừa bị trùng bao nhiêu lại code. Một cái giao diện này vẽ bao nhiêu code mới được cái giao diện này. Mà lại phải vẽ một cái giao diện khác hệt như thế này nữa. Đúng không? Đúng không? Đấy là bài toán phân quyền nhá. Thì ở đây nó cũng tương tự thôi, ở đây là cùng một trang main đúng không? Thì nó sẽ nhận những quyền khác nhau. Thì với thằng admin đăng nhập vào thì nó nhìn thấy quyền khác, mà thằng user thì không nhìn thấy user này chẳng hạn đúng không? Rồi bây giờ ví dụ này nhá, anh đăng nhập với Kiên vào nhá. Anh chạy lại này. Thì xem Kiên nó sẽ không thấy user mà admin nó mới thấy thôi. Kiên nó không được thấy. Chỉ có anh thấy thôi. Rồi bây giờ quay lại làm profile này. Bây giờ anh log out vào này. Rồi anh log in với Kiên vào này. Chu Văn Kiên. Rồi, back menu này. Đấy, Kiên đã không thấy lead user đâu cả. Kiên nó không phải admin. Đúng không? Cùng một giao diện nhá, đây là bài toán phân quyền. Kiên nó không phải admin nên nó không thấy. Nhưng mà anh đăng nhập vào này.
đấy, nếu là anh là admin, anh vẫn đăng nhập vào cái trang này nhưng mà anh thấy lead user đúng không, anh được phép quản lý cái lead user này, thằng kia không được phép quản lý cái này đúng không, được chưa, được chưa, đấy thì là nó check theo cái quyền này thôi. Thì bây giờ mình chặn thêm là nếu mà kia nó vẫn cố tình ấn số 4 đúng không? Mặc dù nó không thấy cái số 4 này nhưng nó cố tình ấn số 4 đúng không? Thì mình phải chặn. Mình chặn ở đây thôi. If này. Nếu như mà đây là check. Thằng check admin kia không phải biến toàn cục à? Đang ở login đây. L. Rồi. Thằng check login này phải khai báo nó ra ngoài biến toàn cục thì mới check được. Hoặc cho cái cây này vào cùng cái ít này đi, cho cái cây vào cùng ít thì có hợp lý không? L ở đây. Lấy cái principle ra chấm rồi. Sai. Tự nhiên lấy cái principle. Lấy cái principle ra được đúng không? Mình ít ở đây. User principle list này, chấm get không này, chấm này. Get lên này bằng bằng get row à, get row này get không, nó là get name phải không nhỉ, mình check cái row này mà à, check row mà mình đang cần check row mà check row nhưng mà như này thì nó không check được ngay, nó phải qua cái thằng này cơ, hay là mình đưa thằng này ra ngoài một thằng user có nhiều row rồi. Không, hiện tại nó đang bị đóng trong cái block này này nên nó không lấy ra biến toàn cục, nó không check được, nó đóng trong block ít mà cái thằng suối cây nằm ngoài. Mình có lên ở đoạn này anh đang tính là đưa cái này biến toàn cục thôi, đưa lại thành biến toàn cục này, đây đưa cả bọn này ra ngoài cũng được mà đúng không, đưa cả bọn này ra ngoài cũng được, đưa hẳn lên đây. Mình có lead ở ngoài rồi. Không, cái thằng này nó lại lấy theo set, một cái set role. Set role nằm trong cái thằng user principle này là một cái set role. Đấy như này làm đưa ra ngoài được thôi. Bây giờ if ở đây đi. Chặn ở đoạn này đi. If này. Nếu mà check admin thì mình mới cho thằng vào đây. Thì mới cho lead vào đây. Như này. Còn L thì là mình thông báo là một cái gì đấy. System out. Đéo có quyền. Đéo có quyền. Nha. Thì ở đây gọi lại lưu men là được không? Cho vẫn cho làm ở đây. Rồi thử đăng nhập với Kiên rồi nhá, vẫn cố tình thao tác nhá. Quay lại làm profile này. Một log out này. Lại lỗi gì đó. Mất lỗi đấy à? Mình chặn cái đấy rồi nhỉ? Đúng rồi, lúc anh xóa đi thì nó vẫn chạy cái get list đấy ra. Xem. Log out. Cái dòng 17 ấy. À mình lại chưa chặn ở đây rồi, chưa chặn ở 15 này, dòng 15 này. Dòng này chưa chặn này. Đoạn này lại phải chặn tiếp đoạn này nữa. Đoạn này lấy ra list, nó đang check theo cái dòng này này, check đoạn này này. Thêm if ở đây thôi. If hẳn trên cùng đi. If này. Tiếp vào dưới này. Ra bằng 0. New main. Nhà chắc là được. Đổi luôn. Lỗi ở đây nhỉ?
nó vẫn đang lỗi ở cái list này này đúng không? Cái list đấy thì nếu ở trong data không có gì thì nó ném ra ngoài lệ, nó ném ngoài lệ, trong data nó không có. Tơn luôn, vì tơn luôn thì nó về đâu được, như mê. Sao đây nhỉ? Đại quy ở đây nhỉ? Dòng 15, vứt ở đây này, vứt ở này nào. Tại vì nó gọi bản thân nó mà ấy, nó gọi không thì nó cứ như mê liên tục ấy. Ừ. Sau đấy như là phải quay về login. Bây giờ về đâu nhỉ? Về profile đi. Rồi. Back menu ở đây được. Cái back menu lại không được à? Ờ, tại vì nó không có nên nó bị new main lại new quay lại profile luôn đúng không? Hợp lý. Đoạn này phải check nha, để đoạn này nó không bị lỗi nhỉ. Nếu sao nó không thì về đăng nhập kia. Không, chúng ta chưa đăng nhập. À, nếu user service chấm chấm sai khác không? Khác không mới cho cái thằng này vào đây à? Như này thì mẹ không biến tận cục, nó đóng trong ít lại không được nhỉ? Check nó bằng không quay về đăng nhập á. Ừ. Cho quay về đăng nhập đi. View log gì? Bản chất nó vẫn là check cái status đấy. Cái gán lại ở bên này. Rồi, yêu cầu login đúng không? Bây giờ thử login với vừa mình thử login với gì nhỉ? À, thử login với Chu Văn Kiên. Rồi, back menu này. Bây giờ vẫn cố tình gắn vào số 4 đúng không? Đây, mày có quyền đâu đúng không? Đây là không hiện nhưng vẫn cố tình bấm vào mà, có hiện đâu. Có. Đây là không hiện chức năng 4 đúng không? Nhưng mà em vẫn cố tình em thao tác số 4. Anh đang chặn đấy mà. Sau này thì cái cơ chế bảo mật nó khác. Cơ chế bảo mật sau này thì mình học về giao diện nữa thì cơ chế nó khác. Còn với Moon 2 thì làm này thôi. Đúng không? Chị ơi. Cái role là anh xem về user đó. Model nào. Cái gì em? Thằng Ron ở mô đồ à? À, cái Ron này anh xây dựng theo Elum nhá. Elum như này này. Sau đó anh tạo một cái bảng Ron để kiểu dữ liệu là Ron lên theo cái Elum đấy. Đây này. Một class Ron. Sau đó thằng Ron này sẽ quan hệ nhiều với cả thằng user. Thì có trong thằng Ron này nó sẽ có một cái set user. À, trong user có một set Ron nhầm. Trong user có một set Ron ở trong đấy. Mấy bài trước anh demo lâu rồi mà. Vâng,
Nhưng mà em nghĩ là nếu mà nhiều role này thì để cái cho set cho mỗi role một cái value ấy, thì sau này ví dụ từng cái mục một mình sẽ có, ví dụ mình set value của role này lớn hơn bao nhiêu đấy thì mình sẽ cho sẽ những thằng đấy chọc là được. Ví dụ cái solid thì có thể thằng user admin được chọc được ấy, nhưng mà ví dụ cái thằng member ấy, nhà nào đấy, những thằng dưới nó thấp hơn ấy, về nó thấp hơn thì nó sẽ không chọc được. Thì nếu mà mình set ít như này thì mình set nhiều cái một rồi. Thường thì trong một website nó chỉ có vài quyền thôi, nó chỉ có 2 đến 3 quyền thôi, không có nhiều quyền đâu. Không có chuyện nó nhiều quyền như vậy đâu, nó chỉ phân quyền nó chỉ có 2 đến 3 quyền thôi. Cùng nắm 4 quyền là cùng rồi. Thằng user PM admin này thì ví dụ hoặc là ví dụ 4 quyền chẳng hạn thì có những cái chỉ thằng user hoặc là như nào đấy. Đúng rồi. Mình đặt giá trị value cho nó thì đâu nhỉ? Đặt value là như nào em? Value, nếu mà value của thằng này nó lớn hơn bao nhiêu đấy thì sao lại value lớn bao nhiêu là như nào? Có nghĩa là gắn một là user, hai là admin cái gì đấy. Cái bảng này nó có ID riêng mà, một là user, hai PM, ba là admin mà. Không, ví dụ cái xóa sửa ấy, thì anh check là nếu mà nó là admin thì có thể làm được không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà cái đấy là cả PM cả admin đều làm được ấy, và mỗi thằng user không làm được ấy, thì mình set mỗi thằng này nó có một cái giá trị nhất định ấy. Thì em chỉ cần check nếu thêm và thêm là role admin và thêm PM và nữa là được, có gì đâu. Có gì khó đâu. Và nếu mà em sợ sau này có nhiều quyền thì nó chỉ có một cái sai, nó không có nhiều quyền đến thế đâu, nó chỉ có cùng nắm đến 4 quyền là cùng thôi. Nó không phân quyền nhiều vậy đâu. Nó chỉ có chủ yếu mà thậm chí là chỉ có 2 quyền, thường là 2 quyền user và admin thôi. Thường thằng PM là nó thêm cái phần mà kiểu bán cho khách hàng ấy, thì là khách hàng nó sẽ có một cái cấp quản lý riêng. Còn thằng admin vẫn là cái mà mình là admin này, mình là quản lý cao nhất. Mình có quyền sửa đổi những cái thứ khác. Nhưng mà em xem nếu mà mình có thể set được value cho mỗi cái role này không anh? Tùy em làm thế nào, em hiểu cách phân quyền của nó thì em hiểu thế nào hiểu thôi. Em hiểu thì em làm. Chọc ra là phải tạo thêm hàm ghét đi. Sao? Sau cái này nó còn liên quan đến database của mình nữa. Database của mình chỉ tạo một số cái quyền ở trên đấy thôi, không tạo nhiều quyền đâu. Một cái site nó chỉ cùng nắm căng nắm đến 4 quyền là nhiều. Chủ yếu để nó dựa cái này để nó phân cho nó làm cái gì thôi mà. Thì em có thể làm cách khác cũng được, miễn là em hiểu là phải dựa một cái bảng khác để phân quyền thôi. Thế thôi mà, nó chỉ là dựa vào cái class khác để phân quyền thôi mà. Thì mỗi một quyền thì nó sẽ có cái chức năng khác nhau thế thôi. Thì cái quyền đây chắc chắn nó cũng phải liên quan đến user. Thì nó phải liên quan gì đến, liên hệ gì đến user thì mới có thể phân quyền được chứ, đúng không? Thì giữa thằng user và thằng quyền đấy nó phải có liên hệ với nhau. Thì bản chất nó là hai class liên kết với nhau thôi. Thì ở đây nó có thể là một user nó có thể là nhiều quyền nhé, chứ không phải là nó chỉ có một quyền admin. Ví dụ nó có thể vừa là PM vừa là admin được. Tại vì sao? Để set là vì thế. Nó có thể vừa là PM vừa là admin được. Cho nên là để nó set ở trong đấy mà, một cái set mà. Chứ không phải nó là một đối tượng đâu, đúng không? Mình có thể set nhiều quyền cho nó được. Quan trọng là mình hiểu cái bản chất của nó để phân quyền là được. Bởi vì sao website sau này mình chủ yếu là làm web, chủ yếu là làm phân quyền. Phân quyền nhiều chỉ là phân quyền thôi. Nhưng quan phân quyền nhiều. Ví dụ như web này của anh này thì nó sẽ phải phân ra là đâu là admin, đâu là người dùng và đâu là thằng admin quản lý cái trang web này. Đấy, thằng quản lý trang web thì nó có quyền thêm sửa xóa hay gì đấy, còn thằng người dùng thì nó chỉ có quyền là xem hay là tạo cái gì đấy của riêng nó thôi. Ok chưa? Vâng. Thôi rồi, anh lưu lại để cho anh em thử hành cái bài này.